Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố số liệu chậm hủy chuyến của 4 hãng hàng không từ ngày 31 tháng 5 cho đến ngày 6 tháng 6. Tỷ lệ chậm hủy chuyến chiếm tỷ lệ là 15%. Theo Cục Hàng không Việt Nam, tổng số chuyến bay khai thác trong tuần qua của 4 hãng hàng không là 5.733 chuyến bay, trong đó số chuyến chậm và hủy là 810 chuyến. Đối với từng hãng, Vietnam Airlines khai thác 2.605 chuyến, số chuyến chậm 380 chuyến và hủy 10 chuyến. chiếm tỷ lệ là gần 15%. Vietjet Air khai thác 2.311 chuyến, trong đó có 328 chuyến chậm và 4 chuyến hủy. Chậm và hủy chuyến chiếm 14,4%. Jetstar Pacific khai thác 568 chuyến, thì có đến 85 chuyến chậm và 2 chuyến hủy. Tỷ lệ chậm và hủy chuyến của hãng này cũng cao nhất so với các hãng còn lại là 15,4%. Đối với hãng không Vasco, trong tuần qua hãng này khai thác 249 chuyến bay, chậm một chuyến và không phải hủy chuyến nào thống kê của cục hàng không việt nam cũng cho thấy nguyên nhân dẫn đến chậm và hủy chuyến bay với các hãng là do trang thiết bị và dịch vụ tại cảng hàng không hãy quản lý và điều hành bay thời tiết kỹ thuật khai thác tàu bay về muộn và các lý do khác trong đó nguyên nhân tàu bay về muộn khiến chậm chuyến là chiếm tỷ lệ nhiều nhất